Hello hello, xin chào anh em nha, chúc anh em cái ngày vui vẻ. Hôm nay giới thiệu cho anh em một con game gọi là Gumu huyền thoại mới. Anh em hay chơi Gumu gọi là Gumu huyền thoại 2. Còn mà tên trong app hay là gì là cũng gọi Gumu huyền thoại. Tên tiếng Anh thì hình như là đảo rồng anh em ạ. Rồi đây, chúng ta tiếp tới. Đây là một cái ad VIP14 của em phi luận thì cài chai thôi. Nay mượn em phi luận để review cho anh em xem, cho nó chân thật hơn, chứ mình chơi lúc đầu á thì mình cày cuốc cái kiểu đồ chắc cũng khá lâu. Em luận á là chơi đâu đó là cũng 9 ngày thì phải. Còn đây là quà 1 2 3 4 5 6 7 à, này 7 ngày đầu anh em ơi, gần hết rồi. Đây là các cái kiểu như quà móc nẹp á. Còn đây là quà để mình coi khám phá. Đây là quà đăng nhập nè. Đây phi luận là chơi được 9 ngày rồi anh em ơi. Ngày 11 thì tặng cái thuyền ha. Mình thì mình không có chơi Gumu nhiều, mình không có gành nữa. Đây còn đây là free VIP này. Mới đầu thì tặng 200k kim cương và free VIP 10 anh em ơi. Anh em chơi lâu dài càng ngày càng lên VIP. Em phi luận thì lên được VIP 14 rồi, và sở hữu mình thấy khá là nhiều tướng SP trong đội hình luôn. Đây anh em có đây idol có bao nhiêu anh em. Katakuri nè, anh Lo nè, thêm anh Lù nữa nè. Anh Lù này Lù xịn sò nè, hình như em luận không có nâng nhiều. Có Lù rồi mà em luận không có nhân nâng nhiều, mình thấy có 4 sao thôi. Anh này thì 5 sao nè anh em, idol Kuyan thì 4 chăng nè. Rồi anh Dách nữa, cái kiểu nó để mình coi em luận được mấy tướng SP. Một tướng hình như hai tướng, ba tướng SP. Và hiện tại đang có hình như cái quay để quay idol kinh á. Ở đây là khá là nhiều vị tướng đây anh em, quá quá là nhiều tướng luôn. Có dragon này, có mẹ lớn SP này, cái đồ SP này, lù SP, lo SP nè, gáp SP này, Odin SP nữa, kit SP nữa, rồi anh võ nè, anh kinh nè, anh Ben nữa nè. Trời quá trời tướng SP luôn. Đây còn đây là đang cái vòng quay anh kinh này. Đó anh em kiểu như tạo ạc vô thì có free với 10 với là chơi xíu là có 200k kim cương rồi. Anh em cũng có thể quay có tỷ lệ được anh kinh nè. Hình như cái tỷ lệ nó đâu rồi ta, để mình coi. Rồi đây anh em, nó 0,20% là được anh kinh, còn 0,10% là được 500k kim cương, còn lại là được mảnh và một số tài nguyên khác, gọi là rất là nhiều luôn. Đây là cái gì? Đây là móc à, đây là móc. Ui bạn này là level 75, quay 400, quay là 465 phát à. Hình như đây là hạng 1 và đạt tối thiểu 777 lượt hay sao anh em. Nhận được nè anh em, đúng rồi. Thực hiện, đúng rồi, đúng rồi nè. Đó, mình nhìn nó mình đoán thôi. Còn đây là anh em không biết thì anh em có thể bấm dịch nè. Dịch thì nó có sẵn ở trên app luôn. Đó, hạng 2 thì tối thiểu phải 666, nếu còn không á, bạn này ví dụ bạn này chưa đủ á, thì bạn này chắc nhận quà 4 tới 6 á. Ở đây là những cái quà khác nè. Đây là hình như đăng nhập đúng không ta, quà đăng nhập được anh kinh đúng không ta. Đấy, free cũng khá là nhiều. Em lượng em chơi game này em nói là cũng cày chay cũng vui lắm, cũng nhiều cái chơi lắm, mới được kim cương. Và em luận đi up idol Katakuri của em luận nè. Đó để mình coi idol Katakuri của em luận thì bao nhiêu. Đây là chỉ số à, còn đây là trang bị, à trang bị vàng. Còn đây là cái này để nâng lên mình coi. Còn đây là báu vật à. Anh nào anh em không hiểu thì anh em có thể bấm bản dịch đó anh em. Đây đấy, ví dụ có cái trang bị mà tăng cái chỉ số gì ha hay gì á là mình không biết cái mình bấm vô. Ủa cái này là tháo ra rồi, mình mang lại mang. Mò hai bên này cũng dính. Còn đây là phần code, đây anh em bấm vô cái 7 game á, đó là có xong anh em lấy xong anh em nhập á, anh em nhập vô rồi anh em lấy xong á rồi anh em vào cái avatar nhân vật thì anh em nhập thôi. Đây hình như phần này đó, anh em nhập mã quà vô thôi. Em luận thì chơi được 9 ngày hả, level 54 và VIP 14 hả. Mình thấy cũng hình như cũng khá là nhiều bạn Việt Nam chơi thì phải. Nhiều mình thấy cũng nhiều, sớm giờ mình đi xem
Mình coi cái này này, Nami nè, đây. Ồ, mấy cái bạn bạn này thì tên gì không? Đây là level 9 15 tới 100 thì không có. Đồ hình của mấy bạn này hả? Phải chửi nghe, nhìn đồ hình của top này ghê vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vì tướng HP. Uầy, nhìn đồ hình của các top này nhìn kinh khủng quá anh em ơi. Nhiều tướng xịn thực sự luôn á chứ. Đây là có gì đây? Anh ba này thì chưa lên HP ta. Đây, nhìn các top của mấy cái chỗ level cao anh em ơi, nhìn đồ hình chiến thật sự anh em ạ. À. Ấy nhìn này toàn HP không? Đây bạn này thì cũng có nhưng mà ít hơn. Ô, kiểu như là này là làm chùm á, từ level 45 tới 59 hả? Đồ hình bạn này thì mình thấy là có 1 2 3 4 vị tướng HP thôi, còn lại là hết. Bạn này cũng chưa có anh kinh luôn. Em lượng chắc 54 chắc nằm trong cái bảng này anh em ơi. Đó, đầu tiên thì anh em muốn chơi á thì anh em phải tải cái app X7 game đây. Để mình làm bự nó lên. Đây. Đó, xong anh em một á là anh em nhập tên tiếng Việt của mua huyền thoại. Hai á là anh em nhập cái tên này mình để mô tả với bình luận luôn cho anh em copy. Đó, anh em tìm ra đây. Cái này là giảm 65%, ví dụ đi anh em nạp cái gói 10 đồng á thì anh em chỉ có tốn khoảng 3,5 thôi, kiểu như vậy. Đó, còn anh em muốn cống hiến HP á thì anh em vào trang cá nhân xong rồi số dư anh em bấm vô là được. Có thể là biết nhiều cái để lựa chọn hơn, mình thì không nói cụ thể được anh em ơi, mình thì cũng mới bị hết ban xong á. Nên là kiểu như là quảng cáo về kiểu như mấy cái hiến máu nhiều quá, mình sợ mình đi nữa, anh em thông cảm ha. Còn đây còn nhiều cái lắm, review từ từ cho anh em xem. Đây là kiểu như mấy gói hiến máu thôi. Rồi bây giờ đi đi leo các kiểu ơi. À, em lận kêu là anh leo đậu được tầng 406 rồi. Em nó hạng bao nhiêu ta, để mình coi em nó hạng bao nhiêu. Đậu bên đây là một trăm mấy rồi hả? Bạn này một trăm mấy hả? Có xem được đồ hình không? Bấm vô hình như không xem được. Em luận hàng 24 406, để mình vô mình coi ơi. Này là 407 nè. À, chỉnh vô. Không biết đúng chưa? Đúng đó hình của em luận chưa ta? Này khá là nhiều vị tướng. Mấy sao mấy ồ có idol Mi Hắc Samurai ở đây nữa à. Vãi chưởng nhưng mà thuộc ớt thôi anh em. Siêu phẩm bên kia rồi là ớt bên đây. Wow. Rồi, chiến chưa? Mình có chọn thiền nào nữa không? Thiền này mình thấy này số 4 là chắc xịn á. Rồi, cái này thì mình thấy free cũng khá nhiều, anh em chơi trải nghiệm cũng ok á. Đây mình chết ba luôn. Ở bên mình bị anh Kata chắc gánh tim hả? Ủa anh Kata gánh tim anh em ơi. Không biết nổi không vậy, HP cộng quá trời thì mình lù nữa nè. Được không đây, gánh tim được không vậy? Anh ơi, quýnh nó không phát bê lại đến đây. Rồi. Đúng cái nịch luôn. Hay á chứ, để mình coi coi còn cái gì có thể chỉnh được hay không. Hiện tại đồ hình 287.000 lượt chiến. 54 54 54 quá trời nè. Bỏ idol Kuyan ra đi, hình như idol Kuyan cũng nhiều chăng nè. Bỏ vị tướng khác. Bỏ anh Dỗ vô đi. Anh Dỗ đi chung với anh Lù đi. Ở này hình như ship được không ta? À hình như không ship được vị trí đúng không anh em? Ok. Còn 269 cái lực chiến ha. Mình thử đây coi. Ờ lại bị chón rồi, bị ăn khống chế rồi. Ồ. Ổn mấy không đây, còn mở anh Kata nữa, anh Lù nữa. Ê, pha này ổn hơn rồi anh em ơi. Ừ, hợp lý á. Rồi anh Kata gánh hết rồi, đi qua tiếp theo. À phải phải quýnh hai bên nó mới gọi là qua tầng anh em ơi. Rồi rồi xong anh Kata rồi. Rồi rồi tới công chuyện, còn đúng cái nịch luôn. Úi úi cái gì đấy, HP lên kìa. Gì ta anh em một mình gánh tiêu nhưng mà không nổi anh em ơi. Anh Kata này mạnh thiệt đấy, idol của em lận á. Em lận nào anh niên cho anh Kata úp khá là ghê anh em. Để mình
Coi có cái gì mà trải nghiệm và review cho anh em không? Đây bấm vô cái dịch nè là anh em sẽ thấy hết luôn sự kiện giới hạn, phúc lợi rồi anh hùng mới. Họ phải trang cái kiểu để mình coi anh hùng mới là cái gì đây. Gọi là gáp à, Katakuri nè, Pitmom nè, rồi nay nè. Đấy, chúng ta không biết gì thì chúng ta bấm vô đây, chúng ta xem thôi. Hơi mất thời gian một xíu thôi anh em. Nhưng mình thấy free cũng khá là nhiều. Phúc lợi, sự kiện thời gian. À, cái này là hiến máu nè. Rồi, cái này là máy chủ kéo. Cái này bản sao hàng ngày kiểu như đi quánh nhau á. À, còn cái này là đi map nè anh em. Hợp lý là lúc nào cái biểu tượng đi map á, mình thấy nó cũng bự nhất hết á. Rồi, rồi gặp đại ca Genu hả? Ổn hay không vậy? Hình như đội hình em lượng hay xài là đội hình này đây. Rồi 269k hay là đội hình nãy mình mới để nó quánh đậu ta, hình như nó lu á. Ok. Ok la. Quýnh cái này có thể là mình chưa biết nghiên cứu đội hình nhiều nên mình thấy quýnh toàn thua. Nhưng mỗi anh Kata là gánh team tiếp à anh em à. Phải chuẩn thiệt anh em ơi, anh Kata cứ gọi là gánh team tiếp thôi nhưng mà không nổi rồi. Không nổi rồi, chưa HP kìa. Ui, này không gánh nổi rồi. Bên này anh Kuma với anh này anh gì nè. Cái gì à? Tự nhiên quên rồi ta. Xưa mình cũng có review nhiều lắm mà tự nhiên mình quên rồi. Thôi mình lui lại một map đi. Mình thử tỉ thí với chị Bo coi. Ổn hay không? Anh gì ta? Siriu, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Siriu, hợp lý anh em. Đấy, đấy, tuyệt vời. Hợp lý, hợp lý. Nhớ rồi, úi, úi. Chị Ba Gu. Cái này không phải là chị Ba, mình nhầm. Chị Gubin. Skill. Đây là quýnh với cái team chị Bo có vẻ là mình thấy là dễ dàng hơn không? Hoài bị khống chế nè anh em. Bị quá đá đó chứ, rồi xong luôn anh em ơi. Vẫn không được. Này phải ship tem các kiểu đồ cẩn thận mới clear được. Cái này mình đi test tướng thôi. Rồi. Cái này là tên lo. À, cái này lực chiến, cái này tàu chiến. À, cái này mình biết rồi, cái phần này thì mình biết xương xương. Để mình coi coi. Mình không nhờ anh Kata khỏe thiệt anh em ơi, hút HP liên tục luôn. Nhưng mà phải không bị dính CC nha, mình thấy dính CC là không chơi được. Nếu mà không có CC á, nãy gặp chị Boy chị quá đá cho phát thì thấy là end game rồi đó. Rồi lại bị dính khống chế nè, nhưng mà chơi game đi anh ơi. Mà công nhận lù này xịn anh em. Lù công nhận xịn á anh em. Nếu mà mình nghĩ mà lù á mà build bằng ăn Katakuri chắc hai vị tướng là gánh hơi bị đỉnh luôn anh em. Rồi rồi lại không đổi rồi đây em ơi, anh Kata rồi quýnh không nổi rồi, nãy giờ mình sụt lùi hơi nhiều á, giờ tới ông sư phụ gây lay nè, không biết ổng có chiêu gì đây. Người ta quýnh càng đi kiểu như càng nhiều map á, người ta quýnh càng ngày càng đi lên, còn mình quýnh sao càng ngày càng sụt lùi không mà anh em. Gọi là lùi, người ta toàn tiến lên phía trước không à, mình gọi là sụt lùi sụt lùi sụt lùi. Công nhận lù đẹp anh em, lù nhìn đẹp nhìn ngầu, lù này ngầu thiệt đó, là cuối cùng lại win rồi anh em. Mà hình như quýnh ông sư phụ ra đây ông thấy lù nên ông nhường á. Đầu quýnh lên lo nữa rồi sao ta. Lù skill lên, lù bình thường nè, rồi lù skill lên. Biến lên, nhìn kiểu như lực lưỡng hơn. Rồi lù biến biến thân đi lù ơi. Rồi lù BCC rồi, có đi không vậy? Hay quá, biến hình lên. Rồi qua ải thứ hai thì sao? Qua ải thứ hai thì sao? Ây da. Ai lụm để lo rồi, anh lù với anh Kata đủ 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 lo rồi. Ấy anh lo này hút HP cũng ghê kìa, kìa có giảm HP nè anh em. Không để họ HP nè. À da, lo thấy lo họ HP xong cái team buff cho phát một cái không ấy được rồi, mình đi khám phá tiếp sự kiện anh em, nói chung là cũng nhiều cái lắm, hoạt động cũng nhiều lắm.
mình không có rành tiếng bên đây, nên là khám phá thì cứ dùng bằng cái dịch này anh em. Anh em muốn khám phá cái gì á, em dùng bằng cái dịch này. Còn cái đây là anh em đi xem, hình như giống như cái giải đấu đấu trường á. Còn đây là phòng quà gì đây? Phòng quà này 98k VIP à. Còn đây hình như là anh em hiến HP lần đầu được tướng Hải quân á. Cái này điểm danh cũng được nè. Còn cái này HP free hình như là anh này á. Đúng rồi, anh này. Ồ, ngày nào cũng được tặng hết nè. À, mỗi lần 40 copy ha. Bao nhiêu 80 copy thì được. Ồ, chơi anh này free cũng được. Còn đây là anh Kinh, là anh em tiêu kim cương, hình như là cái này anh em tiêu kim cương nè. Xong là anh em được anh Kinh nè. Không biết có chuẩn hay không, 200 ngàn gì đúng không? Đây, kim cương hiện tại là 133 ngàn rồi. Mình hay quá ta. Mình vậy mình đón con chúng nữa. Còn cái này là gì đây? Vòng quay à, không có vé quay. Còn cái này vòng quay xịn hơn à. Có một vé hả? Rồi, quay được cái gương. Ồ, cái gương này hình như là cái gương bảo vật á anh em. Quay nghe nữa nè. Đấy, còn cái gương này là cái gì? Cũng gương bảo vật hết ta. Cái này phải vô kho xong bấm vô xong mới bấm dịch được. Có đây là hai vị tướng này, mình thấy cái vị tướng này mình quên tên rồi, nhưng mà nãy cũng có thấy mấy mấy bạn chơi đó. Còn đây là sự kiện gì đây? Cái này kiểu như là cái gọi là cái gì ta, nó không phải giống như cái quỷ nhưng mà nó giống như cái gì nè, tự nhiên quên rồi. Nó điểm điểm cái này là cái gì ta, hôm qua mình mới thấy luôn nhưng mà lại quên mất tiêu rồi. Đây là cái shop này, bên chan bán cái gì á này, Crocodile, cái này bút ghi shop, kênh bút ghi. Cái này shop của cái gì, Biguna. Đây là anh Ranky. Còn đây là anh em mình nãy mới xem rồi đúng không? Còn đây là cái chỗ để hiến HP, hiến kim cương các kiểu. Để mình coi cái vip máy thì mát đây 15 16. Ủa, vip 16 là mát rồi hả? Vậy là mình nghĩ là nữa chơi lâu lâu chắc anh em có khi là free được vip 16 luôn không ta? Đây là những vị tướng ít ta ít. À, cái này là này mình không biết. Còn ở đây là những cái hoạt động nè, anh em đi khiêu chiến mỗi ngày nè. Đấy, đó là có những hoạt động nè. Cái đảo gì ở đi tìm kho báu hả? Đây, mình không biết gì bấm dịch đó. Còn cái đây là leo đậu nè, nãy mình mới khám phá anh em. Này à, trận chiến với quái vật biển, phòng thực hành, cái gì đại ca. Đấy, này là chuyến phiêu lưu, trải nghiệm cấp biển. Thử thách của người dũng cảm. Này có dịch hết này. Đấy, anh em mình kiểu như không biết về cái gì thì có thể là bấm vô cái dịch để mà khám phá thôi. Cái này hình như là chỗ chiêu mộ anh em. Có hai vé thôi, còn ở đây thì sao? À, hình như cái vé này dùng cho anh Gâu Đen á, anh Gâu Đen chiêu mộ. Rồi, chúng ta lại tiếp tục. Cái đây là hộp thư nè. Còn đây là cái shop. Có nhiều loại shop. Ôi, cái này là em bấm em clear hết luôn rồi nè. Đây. Đây là mua anh em số này là hình như mua mỏ với vật nè. Đây là mua tướng hết. Đây là hình như mua thiền. Hình như đây là cái 58, cái này 58 mới mở anh em ơi. Còn cái đây là gì đây, có đấng Ino hả? Cái này mình không biết chơi. Ấy, này giống đua hả? Này đi chạy đua hả? Để mình dịch cái anh em ơi. Cái này là số lượng công quan có sẵn. À, cái này là đi tranh đoạt với nhau hả? Ồ, level 56 nè. Ở chỉnh team sao ít vậy ta? Nhiều dữ vậy, nhưng mà bo tàu hình đẹp anh em. Đây, trong đây có những cái tàu hình đẹp ghê á. Thấy chị Bo nè, tạo hình đẹp nè, còn ai đẹp đẹp nữa không, nhìn nó ngưng nữa không. Trời ơi, chị Robin thì không có đẹp lắm á, anh Lù thì ngầu sẵn rồi, anh Kinh thì quá là bự luôn. Để mình coi có ai nữa không. À, vô đây chết hình như là năm mươi mấy không à,
Đây là từ chắc từ 45. Trời ơi, nhìn cái nhìn nhìn loli này, sugar, đúng rồi, sugar loli này, nhìn nó chứ sao nhờ. Ở đây là có những cái gì ở thiền bự nè, thiền nhỏ nè, cái này kiểu như cái bồn tắm chứ cái thiền cái gì, hình như cái bồn tắm thiệt luôn á. Bồn tắm anh em ơi, này bồn tắm anh em ơi, này bố già vô cái bồn tắm này hả, anh nó sọt cái chị bo vô bồn tắm này hả. Rồi cái này hình như là công chúa gì nè, tự nhiên quên rồi ta. Cái gì á, chúa gì á, quên rồi. Rồi hôm nay chắc sẽ phép với anh em mình sẽ review tới đây thôi. Em thấy hay thì có thể là kiểu như tải về trải nghiệm ha, mình để dưới link mô tả và bình luận hết nha. Cảm ơn em rất là nhiều, xin chào anh em, hẹn em vào clip tiếp theo. Cảm ơn em rất nhiều, xin chào anh em nha.